Rồi chào các bác, đem một con nữa nha. Về trong lô máy ngày 27 tháng 11 2017 thì số khung của nó là 500852. Cái hàm chưa có vệ sinh máy, kho máy chân này còn đẹp lắm ạ. Cực quá.
Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thì nếu mà các bác cảm thấy thích cái kênh bán hàng của mình á, thì cái chỗ này của chỗ chưa đăng ký á, thì các bác nhấp vào đó là các bác sẽ đăng ký theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì mọi góp ý của các bác các bác cứ comment ở những video bên dưới ha. Cảm ơn các bác. Nhớ like và subscribe theo dõi kênh mình nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Rồi, chào các bác nha. Bữa nay về thêm một cái lô máy, nay 27 tháng 11 á, 27. Về thêm lô máy 17 chiếc nữa. Bơm lên. Rồi, hôm nay mới về cái lô máy mới 17 chiếc. Trong này cũng còn cả đống này. Hết chỗ để cho nên mình để tạm ở trong kho nhỏ luôn. Đây, máy cày cũng mới về thêm nhiều lắm. Máy cày M6040. Đây là thêm một chiếc 7040 nữa. Nay khách cũng lên mới vừa về, khách cũng vô xem cũng nhiều. Cảm ơn các bác gần xa đã tới tham quan. Để trước nữa mình gần trước mình quay cái dàn máy trước. Với lại đợt này có về thêm một chiếc 4018 mới 100% nữa. Đủ bộ của nó là ủi xới chảo luôn. Cái này máy phiên bản Thái. Mới rửa sơ sơ lại. Đây. Công ty Thủy Tiên mình ở tỉnh Vĩnh Long nha các bác. Không có chi nhánh nào bất cứ ở đâu nữa nha. Chỉ có một nơi là ở tỉnh Vĩnh Long thôi. Trong đây cũng còn nhiều máy nè. Mình là đề chuyên về 70, 95 và 105. Đây máy cày 7040 6040 nha. Phía trước cũng còn hai chiếc nữa, để chút nữa mình quay cho các bác xem. Cái số lượng máy cày máy lớn thì còn như đây nè. Hôm nay mới về máy cũng nhận tin mừng là giao liền chiếc, còn khách đang coi thêm mấy chiếc nữa. Chút nữa có kết quả sau. Còn máy ở trong còn nhiều lắm nha. Hôm nay là 27 tháng 11, 2017. Hôm nay chiếc kia giao về bên Sóc Trăng. Để chút mình ra trước quay kho máy cày. Máy cày cũng đang chuẩn bị về thêm container nữa. Nhưng mà chắc quay không kịp, quay trước giờ luôn đi.
Đây, hai chiếc 60 nữa, nhiều máy 60 lắm nha. Chiếc 418 giá tướng. Con này thì rẻ hơn con kia chút xíu. Phía trước này thì cũng có 4708 với lại 494, 453T. Máy xay mới. Thì cách một tuần mới về thêm một container mấy máy cài đó, đang về tới đây nhưng mà mình đang khai giấy tờ hải quan. Bữa nay máy cài phải đăng kiểm theo kiểu xe hơi nữa. Số khung, số máy đồ. Đây. John Deere 5310. Quên quay cái địa chỉ. Mình chỉ có một công ty duy nhất ở tỉnh Vĩnh Long thôi nha. Đây địa chỉ đây. Đây là quang cảnh công ty nha. Rồi xong.